Trong bài học này, Thanh hướng dẫn cho các bạn là tung đòn quyết định, gồm có 10 đòn quyết định để đưa một cái hệ thống trang web nó lên dẫn đầu trên Google. Theo kiến thức Google đã hướng dẫn cho Thanh, và Thanh đúc kết lại để hướng dẫn lại cho các bạn. Rồi, bây giờ mình nói qua một cái quy trình, một cái mô hình, đó chính là môn võ thuật đi ha. À, nếu mà bạn đi theo một cái môn phái mà bạn tham gia nhiều môn phái, bạn sẽ học mỗi môn phái một ít thì bạn sẽ không học được cái gì. Còn nếu bạn luyện một môn phái mà bạn đúc kết, bạn chỉ cần học những cái đòn quyết định của môn phái đó thôi, học giỏi nhất, thì khi bạn thi đấu bạn sẽ chiến thắng. Thì đây gọi là tung đòn quyết định. Còn nếu mà Thanh học Google, học YouTube, học Google, học YouTube thôi ha, Thanh không học Facebook. Nếu mà học Facebook, học tùm lum thứ, cái gì cũng biết, thì Thanh sẽ không có chiến thắng được người khác. À, bao nhiêu bạn hiểu cái chiến lược đó, cái triết lý đó, thì Thanh tập trung vào YouTube và Google và hệ thống tự động để làm tốt một mảng thôi, không có tham gia là vì giỏi bên Facebook nữa, thì Thanh không có tham gia bên đó. Rồi, rồi đó là cái môn phái Thanh theo là Google ha, đó là triết lý là theo một môn phái thôi, Google và YouTube, và đưa ra cái kết quả dẫn đầu và nó khác biệt ha. Đó, kết quả dẫn đầu và khác biệt là như vậy, để cho các bạn biết là kết quả dẫn đầu khác biệt nó là như thế nào. Rồi các bạn, đây là kết quả ha, có hình ảnh, có mô tả nổi bật to đùng luôn, và nó khác biệt với mọi công ty khác, được không? Thì đó là 10 đòn quyết định Thanh sẽ làm. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào 10 đòn quyết định để đưa hệ thống website nó lên. Thanh không nói chi tiết được mà chỉ nói chiến lược Thanh sẽ làm ha. Đầu tiên, phương pháp đầu tiên là phương pháp độc quyền mà theo bí kíp của Google để đưa lên một cái hệ thống trang web nó lên dẫn đầu mà bền vững. Lên top 1 bền vững đó gồm có là kiềng ba chân. Các bạn ghi lại kiềng ba chân là gì? Là hệ thống trang web. Thứ hai là hệ thống kênh YouTube. Thứ ba là sale web. Ba cái đó nó tạo ra cái kiềng. Có ba cái chân, nếu chúng ta nấu cơm hồi xưa á, mà chỉ cần mất một cái chân là nó bị ngã ngay. Thì đây là kiềng ba chân, là để lên được bền vững ha. Đó là bí kíp thứ nhất. Thì bạn phải biết là trang web là gì, YouTube là gì và sale web là gì, đúng không? Rồi, thứ hai là cái tuyệt chiêu để viết bài đúng chuẩn SEO Google. Thì mình phải biết là viết bài đúng chuẩn SEO là gì. Thì nếu bạn muốn biết thì cứ lên mạng gõ là viết đúng chuẩn SEO Google là gì, hoặc là các bạn tự học, đúng không? Thì trong chương trình chuyên sau là hướng dẫn cho các bạn biết cách hết. Rồi thứ ba là cái trang web của Thanh là làm bằng giao diện landing page và nó đạt chuẩn Google. Google rất thích giao diện nào có landing page. Không phải là landing page mà các cái công ty người ta bán là mỗi một landing page là một trang duy nhất ha. Website của Thanh là một trang web mà có 100, 1000 landing page khác nhau. Được không ạ? Rồi, chứ không phải là landing page mà những công ty bán landing page là mỗi một trang là một web đâu ha. Của Thanh là một web có 100 landing page trên một cái web. Rồi, được chưa nào? Thứ tư là bí quyết mà khiến khách hàng phải bấm vào từ khóa để xem web. Mình có phương pháp mà khiến khách hàng là đọc vô nội dung là sẽ phải bấm vào cái đường link từ khóa và họ sẽ xem web dùm cho mình. Nếu bạn tin ý là trong những email, trong những cái phần mà Thanh làm á, là sẽ có phần từ khóa, bạn sẽ bấm vào và bạn sẽ xem web dùm Thanh rồi. Trong 88.000 khách hàng, 88.000 khách hàng Thanh đã gửi á, là thường là mỗi người đều bấm vào từ khóa sale web dùm cho công ty Thanh rồi, đúng không? Và bây giờ cảm ơn các bạn trước một lần nữa, mỗi bạn đã bấm vô từ khóa dùm cho Thanh một lần rồi, và bí kíp đó là Thanh sẽ chỉ trong lớp chuyên sau, được không ạ? Nhưng đầu tiên là cảm ơn bạn, mỗi bạn là chắc chắn đã bấm dùm cho Thanh, sale web dùm cho Thanh một lần rồi, được không ạ? Bao nhiêu bạn thấy hay, chiến lược đó hay thì comment. Trong lớp chuyên sau sẽ nói hết phương pháp rồi, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là cái bí mật để nâng thứ hạng website, là nếu bạn có một vài kênh YouTube thì bạn sẽ giúp cái kênh YouTube, từ kênh YouTube ha, nó sẽ đẩy cái trang web của bạn lên, được không? Thì phương pháp mà tạo ra kênh YouTube đó như thế nào thì ngày mai các bạn sẽ được học. Có kênh YouTube nó sẽ đẩy, giống như là nó có đồng gánh á,
nó gắn cái website của bạn lên và tự nhiên cái website của bạn nó sẽ được đẩy lên, đúng không? Đó là phương pháp thứ năm. Rồi phương pháp thứ sáu này là phương pháp độc quyền lên được top 1 bền vững mà khiến đối thủ khó vượt qua. Đó chính là cái nội dung. À, những cái nội dung ở trên trang web, Thanh sẽ hướng dẫn các bạn là khi mà mình viết nội dung ra là Google, cái con robot của Google á, nó cực kỳ thích. Mà mấy ông thầy ông bên Google ông dạy là bạn chỉ cần viết cái nội dung đó là cái hệ thống con robot á, nó sẽ chọn cái website của bạn lên dẫn đầu. Đó, đúng không ạ? Không có gì cao siêu hết, cái kiến thức nó rất đơn giản nhưng mà chỉ cần chỉ và làm là sẽ làm được. Không có phải là giỏi công nghệ thông tin mới làm được, chỉ cần biết và làm, nghe làm theo thôi. Rồi thứ bảy, phương pháp là SEO web thông minh, không phải phương pháp, không phải SEO web cần cù, đúng không ạ? Và thứ tám là mô hình SEO web riêng mà hoàn toàn không được sử dụng phần mềm, ai sử dụng phần mềm là sẽ thua. Rồi số chín là nội dung thôi miên khách hàng khi khách hàng không thể chối từ, cái này liên quan tới phần bán hàng, liên quan tới phần bán hàng nhiều hơn. Và thứ mười là bí kíp làm sao để khách hàng phải chuyển đổi mua hàng tăng là bạn phải có món quà, làm cái phễu. Cái phễu là cái form, mình phải có cái phễu làm sao có cái món quà và khách hàng phải muốn nhận món quà đó để lại thông tin cho mình. Thì toàn bộ cái bước làm, quy trình làm Thanh sẽ chỉ hết, đúng không ạ? Thì hôm nay chỉ có là 1-2 tiếng đồng hồ, không thể nào nói hết, nhưng Thanh nói ra bí kíp để làm. Bạn nào tin ý là về nói nhân viên làm, tuyển nhân viên làm. Còn nếu mình không có nhân viên thì cho đi học, đúng không ạ? Còn nếu mà không có nhân viên luôn thì mình tự học, đúng không ạ? Rồi tổng hợp lại, bao nhiêu bạn muốn chụp thì Thanh nói ra cái bí quyết. Bạn muốn chụp lại cái slide thì chụp. Còn các bước triển khai là trong chương trình chuyên sau là hướng dẫn hết toàn bộ mọi thứ. Ok các bạn ha. Rồi. Và đây là cái trường phái thông minh và trường phái cần cù nè. Đầu tiên là cái phương pháp Thanh làm thông minh là bất kỳ ai cũng làm được ha. Giống như là chị Tạ Minh Toàn làm được nè, và những cái bạn Thanh Sơn vừa rồi làm được nè. Là trường phái thông minh là như sau. Là 4 chữ T. Đầu tiên là mình làm theo phương pháp thông minh. Là chỉ cần vượt qua đối thủ ở khúc cua thôi. Còn lúc đường thẳng là chúng ta chạy từ từ. Còn lúc khúc cua chúng ta mới ra đòn. Rồi, thứ hai là chúng ta làm việc một cách thông thả. Thông thả nhẹ nhàng thôi. Thứ ba là mình làm một cách thảnh thơi. Mình vừa làm, mình vừa thảnh thơi, thư giãn. Cuối cùng là mình thưởng thức. Thưởng thức là thưởng thức kết quả của mình nó lên được dẫn đầu nè. Kết quả là doanh số nó sẽ lên nè. Chúng ta kết quả là bán được hàng nè, có lợi nhuận nè. Đó là làm theo phương pháp này chúng ta sẽ lên dẫn đầu và tiếp cận được khách hàng và bán được hàng một cách tự động. Rồi còn phương pháp cần cù ha, là ở người Việt Nam thường dùng nè, nơi khác thường đào tạo cho bạn nè, là làm việc cần cù cật lực. Thứ hai là mình cày cuốc ngày đêm. Thứ ba là các bạn phải cầm cụi suốt ngày làm, bao nhiêu thời gian cắm vào đó để làm. Và kết quả lại thì sao? Cắm đầu. Cắm đầu có nghĩa là cái đầu của mình suốt ngày cắm vào cái máy tính để làm mà nó cũng không lên. Lên tốt cũng không lên. Lên tốt website nó cũng cắm đầu luôn. Thì mọi thứ là cắm đầu, là doanh số cũng không có luôn. Bán hàng cũng không có doanh thu, cũng không có khách hàng luôn. Gọi là mọi thứ là cắm đầu. Bao nhiêu bạn muốn là cái trường phái thông minh, bạn gọi 4T hay 4C. Bạn muốn cái nào thì gọi cái đó, 4T hay 4C. Rồi, đó là cái chiến lược dành cho các bạn. Bao nhiêu bạn hiểu rồi ạ? Bao nhiêu bạn hiểu được 10 cái đòn quyết định Thanh sẽ làm? Và một cái tâm đắc nhất là có 88.000 khách hàng mỗi ngày gửi email, là gần như mỗi ngày bạn đều bấm vô cái nội dung mà SEO web dùm cho Thanh. Cái đó là mỗi ngày bạn đang giúp Thanh bấm vào cái từ khóa để giúp Thanh lên dẫn đầu. Thì bí quyết đó sẽ được hướng dẫn chi tiết, được không? Đó, bạn nào tin ý là sẽ nhìn trong email của Thanh á, sẽ thấy là bạn đang bấm dùm Thanh. Thì đâu sau đó Thanh tặng cho bạn một món quà, bạn bấm dùm Thanh thì bạn đâu mất mát gì đó, đúng không? Chúng ta đang giúp đỡ lẫn nhau. Thanh đang tặng cho bạn một khóa học miễn phí, bạn lại tặng cho Thanh bằng một cái lượt bấm để giúp Thanh lên dẫn đầu. Thanh lại tặng cho nhiều người khác. Bây giờ bạn thấy hay ạ? Bây giờ bạn thấy hay, Thanh đang chỉ hết mọi bí mật đó. Quan trọng là bạn có biết làm hay không thôi, đúng không? Đã, Thanh đang chỉ mọi bí mật của Thanh làm. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một lần nữa là cảm ơn vì những lượt bấm.